Từ đầu năm đến nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với hợp tác xã chưa nhiều, thiếu sự bền vững. Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ nông sản năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Bình tổ chức với sự tham gia của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, đã đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn này. Với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp từng bước được tháo gỡ, các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng tham gia đầu tư sâu rộng vào lĩnh vực nông nghiệp, thông qua các hình thức cung ứng vật tư đầu vào, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản. Hiện Ninh Bình có 324 hợp tác xã, trong đó 128 hợp tác xã chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc kết nối cung cầu nông sản thực phẩm ngày càng được thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt thương mại điện tử được đẩy mạnh, đã có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã với nhiều mặt hàng lên các sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn, nối dài chuỗi giá trị nông sản và tạo ra giá trị gia tăng. Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tiêu thụ nông sản năm 2022 là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chủ trương khuyến khích sản xuất theo hướng hàng hóa. Tại đây các ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chia sẻ các vấn đề để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, vai trò của các ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa an toàn chất lượng. Trong đó người sản xuất cần tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm các doanh nghiệp cần tích cực hơn trong vai trò cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ nông sản. ngành chủ quản và chính quyền các cấp, cấp tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp, kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản năm 2022 là 2,84%. Cũng tại hội nghị các đơn vị đã ký kết cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn năm 2022.